nếu như mà như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau về một chút xíu nữa, về với vùng biển của miền cực Nam của Tổ quốc của chúng ta. Có những cái điệu hò nó khỏe mạnh lắm mà đúng thật sự nó là những cái điệu hò để thao tác ở trong những cái lúc tung lưới. Và sau đây thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức điệu hò thẻ mực. Và với hò thẻ mực thì chúng ta sẽ cùng thưởng thức sự trở lại của nhóm Doremi. Xin được mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Xuống ghe cùng đi, cùng đi thẻ mực ơ. Thẻ mực tuy cực mà vui, thẻ mực tuy cực mà vui, mong sao cho đầy khơn mực ơ, để vui cùng vui vợ chồng. Vợ tôi trong gần rồi trong xa, biển sâu sông lớn gió dông nào ai có ngờ. Hò lơ ta nhanh tay thẻ mực ngơ, về nhà cùng với vợ con êm đềm sóng biển xô, vui mừng sống cuộc đời biển đông. Xuống ghe cùng đi thẻ mực ơ, thẻ mực tuy cực mà vui, thẻ mực tuy cực mà vui, mong sao cho đầy khơn mực ngơ, để vui cùng vui vợ chồng. Vợ tôi trong gần đời trong xa, biển sâu sông lớn gió dông nào ai có ngờ. Hò lơ ta nhanh tay thẻ mực ngơ, về nhà cùng với vợ con đêm đêm sóng biển xô, vui mừng sống cùng đời biển đông. Thưa quý vị, những điệu hò khỏe khoắn của hò thẻ mực cũng đã khép lại chủ đề số 13 của chương trình Còn Mãi Với Thời Gian của chúng ta ngày hôm nay, Nét Duyên Trong Dân Ca. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 16 giờ thứ Bảy, tuần thứ Hai và tuần thứ Tư trong tháng trên HTV7. Và thưa quý vị, sau 13 kỳ thực hiện thì tháng sau, Còn Mãi Với Thời Gian xin phép được tạm nghỉ giải lao một tháng. Và chúng tôi sẽ phát lại một chủ đề nào đó mà quý vị cảm thấy rất là yêu thích. Và sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại vào tối thứ Tư của cuối tháng 10. Thông tin chi tiết về kỳ thực hiện của cuối tháng 10 thì xin quý vị vui lòng truy cập vào trang web www.conmaivoithoi.com hoặc là theo dõi các thông tin trên báo chí, chúng tôi sẽ cập nhật đến cho quý vị sớm nhất có thể. Còn bây giờ thì thay mặt cho ekip thực hiện chương trình, xin được trân trọng cảm ơn giáo sư Trần Văn Khê đã đến đây và mang đến cho chúng ta rất nhiều những thông tin đầy thú vị và sinh động về nét duyên trong dân ca. Và thưa quý vị, chúng tôi ước mong sẽ được gặp lại quý vị và các bạn vào những số phát sóng tiếp theo của chương trình. Còn bây giờ xin được trân trọng cảm ơn Sam Angela đã cùng đồng hành chương trình này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.